Hôm nay tối muộn thế này, chẳng còn hàng quán nào cả. Đói thế không biết. Ôi may quá, vẫn còn người bán hàng. Bác ơi, bác có còn bán hàng không ạ? À? Cậu mua gì? Dạ, cháu về muộn. Giờ chẳng thấy hàng quán nào mở cả. Bác còn gì có thể ăn để bán cho cháu không ạ? À? Giờ này chỉ còn mì gói thôi, cậu có ăn không? Dạ có chứ ạ. À. Nhưng bác ơi, cháu chỉ còn mỗi 5.000. Cậu cứ ngồi đi, từng kia tiền là đủ rồi. Dạ, may quá. Cậu là sinh viên ở trọ đây à? Sao lại về muộn thế này? Dạ vâng, cháu học năm thứ 3 rồi ạ. À. Cháu lên đây trọ học, ở cùng với mấy đứa bạn nữa cho tiết kiệm. Nhưng phòng trọ ồn ào, cháu phải lên thư viện học cho tập trung và tiện sách vở nữa bác ạ. À. Tôi biết mà, con gái tôi cũng là sinh viên. Con bé chuẩn bị ra trường rồi, nhà có hai mẹ con. Nó lên đây học, tôi cũng lên đây bán hàng để sống luôn. Mà sao cậu học muộn thế này? Dạ, cháu đi làm thêm đến chiều mới hết ca. Dạo này nhiều thứ tiền phải chi. Bố mẹ cháu ở quê cũng lớn tuổi rồi, cháu không muốn xin nhiều quá. Thật là ngon hết sức. Cháu chưa bao giờ được ăn bát mì nào ngon thế. Cháu cảm ơn. Cậu ngon miệng là tốt rồi. Chắc vì muộn, cậu cũng đói và mệt nữa đúng không? Dạ vâng, nhưng được bát mì cháu tỉnh cả người. Mà mai bác còn bán ở đây không ạ? À? Hôm nào bác cũng bán ở đây, nhưng khoảng 9 giờ là bác nghỉ rồi. Hôm nay bác có chút việc nên dọn muộn thôi. Vậy à, thấy hôm nay cháu gặp may rồi. Thôi, cháu chào bác. Này, cháu. Dạ. Dạo này sinh viên học muộn nhiều lắm, nên bác cũng bán hàng muộn hơn. Mai mà có đói thì ghé lại chỗ bác nha. Dạ, vậy thì tốt quá. Những ngày sau. Một thời gian sau. Chào cậu. Cô là... Tôi là Hoa, con gái của bà An. Cậu ngồi đi, tôi mang mì ra cho cậu ngay đây. Bác Hoa có kể cho tôi nghe về cậu. Hình như cậu đã tốt nghiệp và đi làm rồi phải không? Hôm nay trời mưa, tôi lại được nghỉ làm về sớm. Nên tôi bảo mẹ tôi về nghỉ. Tôi sẽ làm nốt việc của bà. Mà hôm nay cậu về sớm nhỉ? Vì mẹ tôi dặn là cậu phải tầm hơn 10 giờ mới ra. Vậy mà mới 9 giờ đã thấy cậu ra thế này. Ê, thật ngại quá. Tớ phải tận dụng thời gian để học trên thư viện. Sắp phải thi tốt nghiệp rồi mà. Mà bác An đúng là quá chu đáo thật. Lại còn dặn lại cậu là tôi sẽ ra ăn nữa chứ. Mẹ tôi là vậy mà. Mà tôi có một đề nghị với cậu. Đề nghị cơ à? Nhìn cậu nghiêm túc thế. Cậu nói đi. Cậu có thể về sớm hơn được không? Hoặc là cậu có thể không ăn đêm ở quán ăn này nữa được không? Tại sao? Mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, đi về muộn quá, gặp sương là ốm. Trước thì cứ khi nào tôi học xong là bà dọn hàng về. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đi làm rồi thì mẹ tôi đỡ vất vả. Vậy mà có ngày bà phải hơn 10 giờ đêm mới về đến nhà. Hôm qua trời chuyển lạnh, mẹ tôi về muộn, gấp sương sưng cả lên. Tôi nói thật, tôi không thể cầm lòng được. Thật khổ, dạo này trời lạnh rồi, cậu nên khuyên bác không nên bán hàng ban đêm nữa. Tôi đã nói rồi, nhưng mẹ tôi nói có một cậu sinh viên nghèo học về khuya, đêm nào cũng cần một bát mì của mẹ. Tôi, chính là vì tôi. Vậy nên tôi mới nhờ cậu. Tôi hiểu rồi, tôi vô tâm quá. Bác thật là một người nhân hậu. Cậu hãy yên tâm, tôi sẽ không để cho bác phải chịu vất vả vì tôi nữa đâu. Cảm ơn cậu. Nếu tôi là khách cuối cùng, tôi có thể giúp cậu đẩy xe về nhà gặp bác An một chút được không? Tôi muốn cảm ơn bác về thời gian qua. Được chứ. Những bức ảnh cũ. Nào, ông cố ăn một chút gì đi. Tôi chẳng muốn ăn gì cả, bà mang đi đi. Rồi một lát nữa ông sẽ ăn nhé.
Cái chân thì đau, thân thể thì già yếu, ta cũng đến nằm đợi chết thôi. Xin chào bà. Tình hình ông nhà thế nào rồi hả bà? Cái chân không đi lại được khiến ông ấy khó chịu lắm. Mà tình hình ông ấy chẳng thấy tiến triển gì, nên ông ấy càng ngày càng cáu gắt. Bà biết đấy, ông ấy đã già rồi, sức khỏe và khả năng hồi phục không thể như người trẻ được. Tôi sẽ vào khám và cố trấn an tinh thần cho ông ấy. Cảm ơn bác sĩ, ông ấy đang ở trong phòng, mời bác sĩ vào. Bác sĩ cứ kệ tôi. Toàn những mẫu tin vớ vẩn, chẳng có gì hay ho. Tên bác sĩ nói là chân ta sẽ sớm lành, nhưng cả tháng nay có tiến triển gì đâu chứ. Giờ ngay cả bà cũng chán nản và mặc kệ tôi sao? Ôi, đau quá! Cuối cùng mày cũng phải chịu thua ta, cái chân này! Bà có sao không? Kìa, chân ông đau, sao ông lại ra đây? Thôi, bà có làm sao không? Sao đang đêm khuya khoắt mà bà không ngủ, mà lại lục đục làm cái gì thế? Chẳng lẽ cả ngày bà phải chăm sóc cho tôi mà không thấy mệt sao? Ông thử nhìn căn phòng xem. Sao bà lại treo nhiều ảnh cũ lên thế này? Từ khi ông không đi lại được, suốt ngày ông buồn bực, không vui. Dù tôi đã cố gắng chăm sóc ông thật tốt, tôi định treo những bức ảnh này lên với hy vọng khi ông nhìn thấy những khuôn mặt vui vẻ trong bức ảnh, ông sẽ thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Vậy bây giờ ông đã thấy vui hơn chưa? Không phải là những bức ảnh kia, bà mới chính là người đã làm tôi hạnh phúc. Và đôi chân tôi không còn cảm thấy đau đớn gì khi tôi thấy bà ngã. Tôi sẽ không để những buồn phiền, không vui nhỏ nhặt kia làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên vui của chúng ta nữa đâu. Tôi cũng muốn làm những điều để khiến cho bà cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, giống như những gì bà đang cố làm vì tôi. Cảm ơn ông. Chuyến xe ôm. Nhanh lên em. Anh ơi, đi thôi kẻo muộn. Alo, mẹ à, con nghe đây. Có chuyện gì mà mẹ lại gọi con sớm thế à? À, mẹ gọi báo với con. Chiều mẹ lên thăm các con. Ra bến xe đón mẹ nha. Xe đến bến khoảng 1 giờ rưỡi tới 2 giờ chiều con à. Ờ, vâng. Hôm nay con bận đi tiếp đối tác. Để con bảo nhà con với mẹ. Ờ, mẹ tưởng chiều thứ bảy con được nghỉ làm mà. Hôm nay con có việc đột xuất nên không nghỉ được mẹ à. Ừ, thế bảo cái Lan đón mẹ cũng được. Vâng, con chào mẹ à. Gì thế anh? Mẹ lên hả? Nhưng hôm nay em có hẹn với bạn rồi, không bỏ được đâu. Anh cũng phải tiếp khách quan trọng. Thôi, em hẹn bạn lần khác đi. Ơ hay, em không hủy hẹn được đâu. Bạn em nhiều năm mới về nước, lâu rồi chúng em mới gặp nhau. Hay em hẹn bạn ngày mai đi. Không được. Mai chủ nhật còn phải đưa con đi học lớp năng khiếu chứ. Em không biết đâu, anh tự thu xếp đi. À, hay là mình nhờ cậu xe ôm hay đứng đầu ngõ nhà mình ấy đón mẹ về nhà thế là xong. Ừ nhỉ, ý kiến hay đấy. Mình đi qua đó nhờ cậu ta thôi. Bác ơi, bác có phải mẹ của anh Huy chị Lan không ạ?
Cậu là... Anh chị ấy có việc bận nên nhờ cháu đón bác đấy ạ. Là người quen nên bác đừng lo. Ừ, thế ta về thôi. Vâng ạ. Chà, đẹp quá. Phố xá ngày càng đẹp cậu nhỉ. Vâng ạ. Kia là nhà gì thế hả cháu? Dạ, đó là bảo tàng ạ. Bác vào đó lần nào chưa ạ? Bác chưa vào. Thế vợ chồng anh Huy không đưa bác đi thăm thành phố ạ? Lần nào lên thăm, chúng nó cũng bảo là bận với không có thời gian, nên bác chỉ ở nhà chơi với mấy đứa trẻ con rồi về quê thôi. Cũng muốn đi thăm đây đó, về còn có chuyện mà kể với mấy ông bà hàng xóm, nhưng chúng nó bận nên bác cũng không phiền tới chúng. Vâng, cháu đang đợi khách ở gần nhà anh chị ấy. Thế anh chị ấy cũng bận lắm. Vậy hả? Thế nhà cháu có gần nhà thằng Huy không? Dạ gần bác à. Hồi trước cháu với mẹ sống ở ngay ngôi nhà 3 tầng đối diện nhà anh Huy ấy. Còn bây giờ mẹ cháu mất rồi, nhà cũng bán đi. Cháu sống ở ngôi nhà nhỏ trong ngõ. Mẹ cháu... Mẹ cháu mất rồi ạ. Giá mà mẹ cháu còn sống thì mẹ cháu muốn đi đâu cháu đưa mẹ cháu đi liền. Ngày xưa cháu làm mẹ cháu khổ nhiều bác à. Thôi, mẹ cháu biết được tâm lòng của cháu thế này là quý rồi. Để cháu chở bác đi thăm phố xá luôn nha. Có mấy khu di tích của thành phố cũng nên vào thăm ạ. Vậy thì bác cháu ta đi thôi. Rồi. Cậu về rồi hả? Bà cụ với vợ cậu vẫn chưa thấy về ạ. Làm gì mà giờ này vẫn còn chưa về nữa? Anh về sớm hơn cả em cơ à. Mẹ đâu rồi anh? Anh tưởng em về sớm rồi đưa mẹ đi chơi. Anh không nhớ là hôm nay em có hẹn với bạn hả? Sao em về sớm được? Chết thật. Đã nhờ cậu xe ôm đi đón mẹ, thế mà. Hay là cậu ta đưa mẹ chạy vòng vòng rồi về đòi thêm tiền? Mất tí tiền xe cũng không sao. Chỉ sợ nếu nó có ý đồ xấu, cũng có thể nó định giấu mẹ đi rồi tống tiền vợ chồng mình. Cũng có thể. Cậu ta trước kia có tiền án nữa cơ mà. Cậu kia, cậu đưa mẹ tôi đi đâu giờ mới về? Mẹ, mẹ có sao không? Cậu ta có làm gì mẹ không? Tôi tưởng cậu là người tử tế, không ngờ cậu đưa mẹ tôi đi là có ý đồ gì. Hai đứa coi thôi đi không. Mẹ, cậu ấy không có ý đồ gì cả. Cậu ấy có lòng tốt, muốn đưa mẹ đi thăm thành phố cho biết đây biết đó. Chứ mẹ ra đây bao nhiêu lần rồi, mà có đi tới đâu đâu. Vậy thì mẹ cũng phải báo với con một tiếng chứ. Mẹ gọi cho hai đứa, nhưng mà có đứa nào nghe máy đâu. Thôi chết, con tiếp khách nên để điện thoại ở chế độ im lặng. Còn em thấy số điện thoại lạ nên cũng không nghe máy. Xin lỗi cậu, chúng tôi hiểu lầm cậu rồi. Cũng tại lo cho mẹ quá nên cậu bỏ qua cho nha. Không sao đâu ạ. Hôm nay em cũng rất vui vì được chở bác đi chơi. Em có cảm giác như chở mẹ em đi vậy. Vậy mai mốt tôi lại nhờ cậu đưa đi nha. Ấy chết, mẹ phải để chúng con đưa đi chứ ạ. Em nhỉ? Đúng rồi mẹ ạ. Ngày mai cả nhà chúng ta sẽ cùng đi chơi mẹ nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!